Mì ăn liền là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Câu nói đùa nhưng cũng phần nào thể hiện sự phổ biến của loại đồ ăn nhanh này đối với người tiêu dùng. Những gói mì ăn liền đầu tiên được ra đời trong bối cảnh chiến tranh. Vì thiếu thốn lương thực nên quân đội Mỹ đã cung cấp cho người Nhật Bản bột mì để làm bánh. Và đến năm 1958, gói mì ăn liền đầu tiên là mì gà đã xuất hiện trên thế giới. Kể từ đó cho đến nay thì quy trình sản xuất mì ăn liền đã trở nên khác đi rất nhiều, hiện đại hơn và cũng năng suất hơn. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất mì ăn liền là bột lúa mì và dầu thực vật. Thành phần không thể thiếu là các nguyên liệu để làm gói gia vị như hành tím, tỏi, ớt, ngò om để làm bột gia vị. Nghệ sẽ là nguyên liệu tạo màu vàng đặc trưng cho mì. Các thành phần này sẽ có thay đổi tùy theo từng hãng sản xuất khác nhau. Giờ đây, dây chuyền sản xuất mì ăn liền được sản xuất tự động hóa hoàn toàn, từ khâu trộn bột mì cho đến cán bột, cắt sợi, hấp rồi cắt ngắn và chiên. Công nghệ sấy từ Nhật Bản cho phép việc sản xuất mì không sử dụng dầu cũ. Dầu luôn được kiểm soát, chỉ số oxy hóa và tự động cấp mới vào hệ thống dây chuyền khép kín. Dầu mất đi bao nhiêu trong quá trình chiên sẽ được cấp mới lại bấy nhiêu. Do đó, chất lượng của mì sẽ đảm bảo được các chỉ số an toàn cho phép. Sau khi chiên, vắt mì sẽ được đi qua thiết bị làm nguội, đóng gói cùng gia vị. Các gói mì sẽ đi qua đợt kiểm duyệt cuối bằng các thiết bị như máy dò kim loại, máy cân trọng lượng và máy rà soát dị vật X-ray. Mất trung bình khoảng 20 đến 25 phút để hoàn tất 12 công đoạn sản xuất mì ăn liền, kể từ khâu trộn bột đến khâu thành phẩm. Ngày nay, mì ăn liền đã trở nên quá quen thuộc trong đời sống của mỗi người. Tuy nhiên, kể cả khi mì ăn liền là món ăn được tiêu thụ ổn định tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, các nhà sản xuất vẫn luôn phải nỗ lực để tạo nên sức hút riêng, hiện đại hơn trong quy trình sản xuất và cẩn trọng hơn trong các yếu tố liên quan đến sức khỏe của người dùng. Đây cũng chính là nguyên tắc dành cho các start-up trẻ, đặc biệt là các start-up làm việc liên quan đến lĩnh vực ẩm thực.